Các bạn, đây là thành quả của mình nha. Đây là chú chiên mình bữa nay mình làm xong nè. Giờ mình thử bẻ ra một cái coi. Chú chiên này chắc là thơm, ngon, giòn và xốp. Đó, đây là phương pháp của Chile nha. Hello, Chile TV. Xin chào các bạn trở lại với kênh của Chile TV. Thì bữa nay mình trở lại bàn bếp, mình muốn làm bánh chuối chiên. Thì các bạn nào mà muốn biết mình cách làm bánh chuối chiên ra sao thì theo chân mình vào bàn bếp nha. Rồi mình cùng nhau làm bánh chuối chiên. Các bạn, đây là nguyên liệu của mình nha. Gồm có nè, cái bao bột mì này mình mua ở tiệm Việt Nam nha. Tiệm người Việt Nam ở New York nè, ở phố Tàu. Thì bột này sản xuất từ Việt Nam nha các bạn. Ở Việt Nam có bán đó. Bột chuyên chuối nè. Thì bột này cân nặng 350 g, không 340 g. Và bịch này nó gồm có bột gạo nè, rồi bột mì nè, rồi bột bắp nè. Đó, bột gạo, bột mì, bột bắp, ba loại bột khác nhau nha. Rồi thì cái bịch này thì bán có đồng 45 sen thôi. Thì mình mua bịch này đem về mình làm chú chiên. Các bạn, mình có mua nải chuối nha. Đây là chú sứ. Phải mua nải chú sứ nha các bạn. Phải vừa chín một chút thôi, đừng có chín quá. Rồi mình có đường nè. Chút nữa mình bỏ đường vô, rồi bỏ nước, rồi bây giờ để mình trộn bột nha. Rồi 340 g bột mình trộn với lại 340 ml nước. Đây là mình đã đông sẵn rồi nha. Bỏ nước vô từ từ thôi. Xong rồi mình quấy lên. Quấy từ từ nha các bạn. Rồi các bạn, mình đã trộn xong rồi nè. Các bạn lưu ý nha, các bạn bỏ nước vô từ từ thôi, đừng có bỏ nhiều quá. Thì nước, cái bột nó bị loãng thì cái bánh nó không có được ngon. Ok, giờ mình cho đường vô nha. Mình cho khoảng 20 g đường thôi nha, đừng có cho nhiều quá, nó ngọt, ăn khó ăn. 20 g đường thôi thì mình phỏng chừng 20 g đường chắc khoảng như đây nè. Ăn như đây thôi, đó. 20 g đường. Bây giờ mình đánh đều lên nha, rồi sau để khoảng 15 phút. Trong khoảng thời gian chờ đợi mình đi cắt chuối nha. Mình đi cắt chuối đây nè. Đó. Mình chuối các bạn mình cắt ra làm hai. Cắt ra làm hai nha. Rồi mình ép nó. Nó bự ra. Đừng có bỏ vô hết nha các bạn, bỏ từ từ thôi. Cắt làm hai. Xong rồi mình ép nó nha. Đó. Chuối này dễ làm lắm các bạn ơi, rất là dễ làm. Mình làm theo kiểu Việt Nam á đó. Đó, ép nè, ép nó cho tới cái độ mỏng của nó thôi, bỏ vô. Miếng này mình cắt không có đều,
Ok, để giờ mình để bỏ dầu vô nha. Mình đi chiên. Bây giờ mình để lửa cho nó nóng lên nha. Bây giờ lửa già đó. Đổ dầu vô. Đổ dầu vô nha các bạn. Đổ rất là nhiều dầu nha, chắc khoảng nửa lít dầu á. Đi đi. Nước dầu cho nó sôi lên. Các bạn, bây giờ mình thử nha, coi nó sôi chưa. Thử bằng cái đũa nha. Mình thấy nó sôi lên chút rồi đó, giờ mình bỏ vô được nha. Mình bỏ vô này, bỏ cá đầu tiên nha. Đó, cái đầu tiên nha. Bỏ cái thứ hai luôn. Mình lật qua nha. Đó. Thấy có cái đó rồi, cần việc mình chút mình gấp ra. Mình chiên sơ nha các bạn. Cái là chiên sơ thôi. Mình chiên sơ lần thứ nhất xong rồi mình gấp ra mình chiên lại lần thứ hai. Các bạn ơi, bây giờ mình chiên lần thứ hai nha. Lần thứ nhất là đã xong rồi, bây giờ mình gấp cái này bỏ vô để chiên lần hai nha. Cái đầu tiên nãy nè, đó bỏ vô. Đây là chiên lần hai nha các bạn. Đây các bạn. Chiên lần hai chắc là giòn nha, nó phồng lên luôn đó. Đó, đó mình bỏ vô trộn bột chiên lần hai nè. Cái bánh nó ra rất là thơm. Đó. Các bạn, mình có một cái được rồi nè. Wow. Rất là giòn nha các bạn. Wow, đúng rồi. Quá đã các bạn ơi. Wow. Nó bắn, mở nó bắn lên đau thì á. Rồi mình ăn cái này rồi. Wow, hết sợi luôn rồi đó.
cách chiên của mình các bạn, giòn sụm luôn nha, giòn sụm luôn á, giòn mà phồng lên luôn á. Rồi mình cho tiếp mấy cái kia khác vô nữa. Okay, các bạn, đây là thành quả của mình nha. Đây là chú chiên mình bữa nay mình làm xong nè. Giờ mình thử bẻ ra một cái coi. Chú chiên này chắc là thơm, ngon, giòn và xốp. Đó, đây là phương pháp của chi lê nha. Này các bạn ơi, mình sẽ bẻ ra một cái cho các bạn coi nha. Rất là giòn, giòn sụm luôn đó. Đây, cái này đây. Đó, chú chiên ngon không? Đó, cái này ngon nè, đó, ăn được miếng nha. Giòn lắm. Wow. Bên trong xốp nha các bạn. Có xốp. Ngon. Này, bẻ thêm cái nữa. À, cái này nha các bạn, này nó bể luôn nè, đó, coi là bên trong nè, rất là ngọt, ngon đó nha, này hơi cháy một chút, còn sao? Chú chiên, mời các bạn ăn chú chiên nha. Giòn giòn xốp xốp mà cái mùi mùi chuối á, nó giống như là nó nát, gần nát ra luôn các bạn, chín chín nát luôn á, rất là ngọt. Bên trong xốp lắm nha, xốp lắm nha, giòn giòn bên ngoài, giòn bên trong xốp. Wow, tuyệt vời luôn. Thế bạn ơi, đây là vậy là mình đã hoàn thành cái sản phẩm của mình bữa nay. Nếu các bạn nào mà yêu thích chi lê ấy, thì cho chi lê một like. Chi lê rất là vui mừng để làm thêm nhiều cái video kế tiếp. Và nếu mà các bạn nào mà muốn làm cái bánh chú chiên này thì theo cái hướng dẫn của chị Lê như nãy mình nói á, mà nếu các bạn mà không có cái bịch bột mà nãy mình mua á, thì các bạn có thể mua bốn loại bột nha, bột gạo nè, rồi bột bắp nè, bột lúa mạch nè, rồi bột nếp, trộn bốn cái đó chung vô là theo cái tỷ lệ gì đó, xong rồi bạn đánh đều lên, rồi bạn ủ khoảng vài tiếng cho nó lên men, xong rồi bạn làm cái phương pháp giống như nãy mình làm đó. Nếu mà các bạn không mua được cái bịch bột đó, okay, các bạn cảm ơn các bạn đã xem cái video khi lên nha, rồi chúc các bạn một ngày vui vẻ và chúc các bạn thành công khi lên TV nha, bye bye.